Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. MD7, kem chuyên trị nám, nhăn, giúp sáng da trong thời gian ngắn nhất. MD7, 7 ngày kỳ diệu, 855-234-2333. Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam, 714-985-9999 và 714-657-7866. Cresolty, now accepting franchise applications in California, Oregon, Arizona. Please call 714-881-9938. Thảo Yên Hoàng, Trầm Thủy trở lại với tất cả quý khán thính giả. Như chúng tôi đã thưa, việc mà Hạ viện Hoa Kỳ đưa ra cái tiến trình truất phế Tổng thống Trump xem ra khó thành hiện thực. Họ chỉ muốn là để cho thế giới thấy và nước Mỹ thấy rằng họ phải có hành động, chứ không thể nào đó ngồi đó để làm ngơ trước việc mà họ nói rằng Tổng thống Trump khích động để xảy đến các vụ biểu tình gây ảnh hưởng đến tính mạng của cả các nhà lập pháp trong tòa nhà Quốc hội này. Thế thì nếu tiến trình impeachment truất phế không thành công, thì sau khi mà ông Joe Biden vào tòa Bạch Ốc rồi, thì liệu rằng ông có khuyến khích để tiến tới cái việc mà thông qua cái tiến trình của tu chính án số 14 hay không, thưa quý vị? Thì bây giờ tu chính án số 14 họ đã khẳng định như thế này: bất cứ một ai dân cử, bao gồm các nhà lập pháp, bởi vì sao, như chúng tôi đã thưa, khi được đưa vào cái vị trí của chính phủ đó, chúng ta giơ tay phải lên tuyên thệ là thề trung thành và giữ hiến pháp của Hoa Kỳ. Thì cái hiến pháp tu chính án số 14 này khẳng định là những người nào mà đi ngược lại với cái lời thề đó, mà tìm cách xúi dục, kích động, lật đổ chính quyền, thì người đó sẽ bị truất phế, bất kể là tổng thống hay là vị dân biểu hay thượng nghị sĩ, và kể cả các thành viên của nội các tổng thống Trump nữa. Vì vậy tu chính án số 14 vẫn có thể được thảo luận ngay sau ngày ông Joe Biden nhậm chức, thì không phải là nhắm vào tổng thống Trump, nhưng nhắm vào các vị dân biểu, trong đó có hai thượng nghị sĩ hiện nay, đó là thượng nghị sĩ Ted Cruz và George Hawley. Hai vị thượng nghị sĩ này đã có, ông Hawley thì có một bức ảnh chụp ổng là giơ tay nắm đấm lên, nghĩa là mặt mày, nghĩa là sẵn sàng chiến đấu dùng cho những người ủng hộ tổng thống Trump lúc mà ông bước vào tòa Bạch Ốc, và chính ông là người đã chống lại cái việc mà kiểm phiếu cử tri đoàn. Ted Cruz cũng thế nữa. Thì cái tu chính án số 14 này có khả năng sẽ được đưa ra sau ngày 20 tháng 1, tùy theo là bên phía Hạ viện thực sự muốn làm hay không. Và tuy nhiên cái điều khó cho tu chính án số 14 đó là vẫn cần tới 2/3 phiếu bầu của Hạ viện và 2/3 phiếu bầu của Thượng viện. Dù Đảng Dân Chủ nắm đa số, nhưng mà chỉ đa số rất ít thôi, không đủ 2/3 phiếu bầu. Cho dù có thêm một vài thượng nghị sĩ hay một vài dân biểu Đảng Cộng Hòa ủng hộ, sáng ngày hôm nay thì có những công ty, có những nhà tư nhân họ tuyên bố họ sẵn lòng gây quỹ đóng góp 50 triệu Mỹ Kim cho bất cứ các vị dân biểu Đảng Cộng Hòa nào dám lên tiếng nói để truất phế Tổng thống Trump, hoặc là truất phế những vị nghị sĩ đã có tiếng nói kích động lật đổ chính quyền trong thời gian qua. Thưa quý vị, bây giờ thì những cái tiếng nói và tin tức cũng cho thấy đó là trong kể từ khi mà tòa nhà Quốc hội này bị tiến chiếm đó, thì phe Cộng Hòa, những người theo Đảng Cộng Hòa ôn hòa, họ ủng hộ Tổng thống Trump, nhưng mà sau đó họ nói rằng cái việc mà từ chối cái kết quả bầu cử đó xem ra không theo đúng ý hướng của Đảng Cộng Hòa nữa. Chưa kể là họ nhìn thấy, và rất nhiều người phẫn nộ nhìn thấy tòa nhà Quốc hội bị tấn công, vì thế bây giờ họ lùi xa ra. Một số các cử tri thì ghi danh đổi đảng, một số các nhà lập pháp bây giờ họ nói rằng họ không muốn gán ghép tên của họ vào với Đảng Cộng Hòa nữa. Cái điều đầu tiên, cái người mà vị cựu tướng Colin Powell,
ông là người đảng Cộng hòa gốc Phi Châu đó thưa quý vị, dưới thời của Tổng thống George W. Bush đó, giờ đây ông tuyên bố đổi đảng luôn. Và trong thời gian qua người ta thấy bắt đầu có nhiều tiếng nói đổi đảng, vì họ không nhìn, họ muốn nhìn thấy đảng Cộng hòa càng ngày càng quá khích như đảng mà họ nói rằng gán ghép giữa ông Trump với đảng Cộng hòa trong thời gian qua. Vâng, thưa quý vị, bước sang phần tin thế giới thì vào ngày hôm qua, chính quyền ở tại São Paulo của Brazil đó đưa ra một cái dữ liệu cho thấy là trong vòng hồi tháng 12 đó thì thực chất là chính quyền Brazil họ tính là sẽ có một cái kế hoạch là chích ngừa toàn bộ cho mấy chục triệu người dân Brazil cái loại vaccine COVID của một cái công ty do Trung Quốc sẽ sản xuất ra tên là CoronaVac của công ty Sinovac Biotech thưa quý vị, bởi vì vào tháng 12 đó cái công ty này đưa ra những cái dữ liệu nói rằng cái loại vaccine của họ hữu hiệu lên đến 78%, nhưng mà mới ngày hôm qua thì chính quyền ở tại São Paulo họ lại một cái viện nghiên cứu độc lập họ đưa ra thì cái con số nó không có cao được 78% mà thật sự chỉ có là 50.38% mà thôi thưa quý vị. Mà để mà được là chứng công nhận làm loại vaccine hữu hiệu mà chích được đó là phải theo đúng tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới là 50%, thì cái loại vaccine của Trung Quốc này đó chỉ có 50.38, cái mức chênh lệch nó quá nhỏ, cho nên là mặc dù là nếu mà vậy thì đúng luật là được đưa ra, nhưng mà bây giờ phía chính quyền của São Paulo họ nói là cái con số chênh lệch nó không có cao, cho nên là để an toàn phải cần được Bộ Y tế của Brazil xem xét lại, và nếu Bộ Y tế cho thì họ mới thực hiện cái kế hoạch này. Nhưng mà cái vấn đề ở đây đó thưa quý vị, đó là cái dữ liệu của Sinovac này đó, mỗi khi mà đưa ra cho các quốc gia mà họ tính mua về cho người dân của mình chích đó, thì ở mỗi nơi cái con số nó khác nhau. Ở Thổ Nhĩ Kỳ thì những cái viện nghiên cứu họ nói là mức hữu hiệu của CoronaVac này lên đến 98%, nhưng mà ở Indonesia thì con số là 79%. Đây là một trong hai quốc gia có đã mua loại CoronaVac này về rồi. Và sáng ngày hôm nay thì ông thủ tướng của Indonesia Joko Widodo cũng là người đầu tiên đã chích rồi, và bắt đầu họ sẽ mở rộng cái việc chích cho người dân của Indonesia. Và bên cạnh đó thì quý vị thấy là hiện nay có rất nhiều cái loại vaccine ở khắp nơi trên thế giới, chẳng hạn như là Russia có Sputnik số 5, cái độ hữu hiệu của họ cũng Putin nói rằng 91%, nhưng mà cái này không có biết có tin được hay không. Rồi phía UK họ cũng có cái loại vaccine của AstraZeneca độ hữu hiệu là 70%, trong khi Moderna với lại Pfizer ở Hoa Kỳ thì độ hữu hiệu là 95%. Cho nên chỉ riêng cái loại của Trung Quốc đó, thứ nhất là dữ liệu bị mập mờ, không có minh bạch, mà bây giờ cái độ hữu hiệu cũng thấp như vậy, cho nên là rất nhiều người dân ở những cái nước mà bây giờ chính phủ của họ quyết định là sẽ mua về để chích thì họ tỏ ra rất là lo ngại. Trong khi đó thì bên phía ủy viên giám sát của quận Cam đã đồng ý chọn cái địa điểm là cái bãi đậu xe của Disneyland để làm nơi chuẩn bị chích ngừa hàng loạt, và đây là Super Center, trung tâm, siêu trung tâm để chích ngừa. Hy vọng là những người mà xếp hàng vào nó dễ hơn, bởi vì không còn chỗ nào mà có những cái parking rộng như ở Disney nữa. Chúng tôi gửi đến quý vị thêm các chi tiết ngay sau phần quảng cáo.